chào các bạn nha, mình cho các bạn đi nướng thịt. Lấy cái đũa cào hết cái này đã, lấy cái đũa cào lên đen đi đã, vào cho toàn này mà lấy này. Lấy cái kéo mới cắt đi chứ đũa cào. Khoạt khoạt nó đi là được. Xong cho ra tận đây này, cái chỗ này này, xong cho ra tít đây này Hoàng thì nó không bị cháy. Cho sang bên này này thì nó không bị cháy. Xong tí cọ đi được. Kém quá. Đã thế thôi rút thế bật quạt làm giáo đi. Bật quạt nó cháy nữa. Ngu thế đã thế thì cào thế này, cầm đấy. Cọ đi, lấy cái đó cọ đi là được. Giống kia có chín cái hắc. Cần gì phải quay suốt như thế? Mày chỉ cần đấy thế thôi, vàng phát lại dở. Cái bên này bỏ sang đây đi. Cái bên này Hoàng. Cái bên đang cháy này bỏ sang cái chỗ không cháy này. Hoàng, bỏ bên cháy sang bên này đi. Lương cháy này cho ăn họ biết cảm giác đứng tay ngọt mùi gì. Mùi. Này, lấy cái rẻ. Cái giấy kia kìa, Tăng Hải xé nó cái giấy kia. Tốt mà. Đấy, lấy kéo cắt đi. Xem nào, đi. Ăn thử xem nào. Rồi. Ồ, đắng lắm. Có bằng này xiên thôi gì? Ừ, xiên thôi. Hiểu đủ không? Đây, cái này lấy ấy nè. Em bảo lại nha. Rồi lại xem cái này được chưa, cháy rồi này. Được rồi, cho rồi xông than vào mẹ lửa, người ta bảo vài cục than thổi khẽ khẽ thôi. Ôi chào chào đây, chị đang vứt đây này. Lấy hộ chị cái. Cái đấy chưa vàng mấy đâu. Được rồi, như thế là được đấy. Cái đấy miếng đấy là được đấy. Được đấy, như thế là được đấy. Này là cháy rồi này. Thịt nướng như thế là được đấy. Mày nướng thế. Đây này, cái xiên này bỏ ra rồi để lấy đây này. Lấy cái bên trong ra, bỏ cái miếng nào chín lấy bên ngoài, mày cứ đợi cho cái miếng đầu nó chín thì miếng kia xong rồi được quay. Mày gạt cái đấy ra kia. Đấy, gạt ba cái miếng ra, hai miếng thôi, ba miếng ngoài thôi. Còn miếng kia không ăn được rồi. Đi bay lớn miếng thịt thì tập nào rồi mình đã lấy vợ là vừa. Thôi rồi, mất miếng rồi này. Các bảo chồng thúc vớt than vớt ra chỉ có vài cái nửa thôi. Này được cả. Mà phải dở liên tục. Tức là nó phải dở liên tục. Cái này chưa được đỏ nữa. Gạt ra. Gạt ra, cái nào đỏ gạt ra đây, gạt ra đây. Bỏ luôn, ngồm nuốt. Cháy nhiều nữa chín nhá đâu. Cái này không chín chặt đầu đi. Mà thịt hôm nay kể cả bì cũng dai, con lợn hôm nay dai cũng bì. Không dai được, ngon lắm. Đấy mà là chó thì ngon không? Chó phải ngon không? Xem chín chưa, cái miếng chín chưa? Chín. Chỗ nào chưa chín thì để xiên lại vào trên kia. Chín rồi. Chín rồi, con phải cho vào đi. Ui, 4 xiên được bằng lại. Ừ, mà không được thế thôi, có mấy đĩa thôi mà. Bao nhiêu? 4 xiên. Đúng rồi đấy. 2 xiên 1 đĩa. Cái đĩa 2 miếng dầu bỏ ra. Mẹ đã bảo rồi, nó vàng vàng, cái là bỏ 2 miếng dầu ra, bỏ mình cuối ra lấy miếng dầu. Xiên lại, tạc xiên tiếp. Mày nhìn thấy giá đều 2 miếng đường rồi. Đâu. Ngủ trong nhà. Nhà đó là mà nhà. Đâu rồi? Không đảm bảo. Mấy cái mầm. Trả cho mày. Được. Tốt đây à? Ừ. Chúng ta mẹ có để đi. Cháy, phải biết nướng. Ủa? Đấy, cái bì nướng thế là phải rồi, cho hai miếng đầu ra. Đây, cái này cháy rồi. Cháy lại. Chứ đấy, không chứ được. Gõ đi, gõ cái đen. Gõ cái đen ra ngoài đi. Gõ cái đen là được mà. 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 Cái đen là được mà.
Muốn ăn không? Yến ăn không? Này. Cắt cái này đi. Gõ mạnh vào. Nhanh nhá. Nấu đánh cho to lắm. Quan tâm vợ quá nhưng mà người ta phải làm thật chín kỹ mà nướng qua làm sao nó ăn được. Cái này có phải dùng khỏe không? Không, có mỗi ấy thôi, xả ớt mới lại... Cái này được hết rồi, ừ. Được hết rồi. Cái nào nhìn nó trắng trắng thì cái đây ngoài, ôi cái đấy để lại đi, hai miếng nữa. Đấy, nhìn nó chưa chín đâu. Cứ để đấy, tí xiên này vào. Bỏ lại mấy cái đấy. Chúng ta nó chưa quắt cơ. Đây mày bôi tí mỡ vào. Mới giòn. Mới vàng. Lấy dầu ấy, cho tí dầu ăn vào. Đằng trên đầu nó đỏ nhá Hiếu nhá. Để lại tí xiên vào để nướng tiếp. Cái đấy chưa chín đâu. Tao tưởng mẹ ăn. Ăn gì đang thiếu. Trời ơi. Cái này sẽ được cầm xiên được. Đấy, thì nướng phải cháy này, thế mới gọi nướng vậy. Nướng mà không cháy, không gọi nướng. Hai miếng đầu ấy cho con bỏ ra đi, hai miếng trên này kìa. Hai miếng đằng trên này nữa, hai miếng đằng đấy nè, bỏ lại đi, để tí xiên này nướng. Có vừng rồi nữa mà tẩm, con đang nóng rồi. Ơ, để xiên nó vào luôn. Xiên hết vào một chiên. Ừ, cứ để đấy, cứ để tí bê về nhà. Bỏ hoàng gỡ ra hai xiên ra để anh thổi qua cái bụi bên trên đi đó. Chứ bỏ cái gì đấy thì cho kịp không? Cho đi vào. Xiên nó vào hai cái xiên đang dở đấy. Cho vào đi. Xiên nó thưa ra thì để nó chín. Đừng cho dày vào với nhau, cho thưa cách nhau ra, hở hở ra thì để nó chín. Thôi được rồi, còn đầy than đấy thấy, cho vào nữa làm gì. Bao nhiêu tiền một cân, bán cân thì bán gì? Bao, 2.000 một bao á? Bao 30.000, 2 chậu. Thế có thao hết không? Đây mới còn. À đấy à, nên làm nướng thịt. Yêu con kia cay cay thế mà cũng ăn cả.
Để cho nó chín từ từ thôi. Cái ra lúc đấy đừng ấy ra, cứ để trên bên đây cho hết than đi cho nó ấm. Cái này. Còn thừa chưa chỗ thằng Hải thằng Hiếu này thằng Hoàng cái này cho nó hết rồi. Đây. Hết rồi, đừng ấn chặt quá nó không chín kỹ đâu. Biết chỗ này chứ. Đổ. Từ thừa kiểu này là tí nhớ đâu hết. Nhớ nhỉ? Hả? Từ thừa kiểu này tí nhớ đâu hết. Có thừa dương Yến? Có thừa dương? Thừa quả? Thừa quả. Em ăn được quả vẫn còn thừa được quả. Nhiều mà. Anh nó nồng vàng vàng đấy nha. Ê, nó cười hài vậy. Bật mẹ sắp quạt lên rồi bảy cái chuyện. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn đến đây rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.